Bởi vì thật sự là quá hưng phấn, Lam Nguyên Vũ cũng vì Tiền Lỗi thấy cao hứng. Thật sự là mỗi người đều có không giống nhau gặp gỡ. Tiền Lỗi không thể nào bắt kịp bọn hắn tại trong đấu la thế giới bên trong kiếm lấy đấu la tệ, lại tại trong phòng đấu giá nhặt được cái lớn lũ hồng. Ai có thể nói đây không phải sự an bài của vận mệnh đây? Đưa tiễn Tiền Lỗi, Lam Nguyên Vũ đang chuẩn bị hồi trở lại phòng của mình bình thường tu luyện. Đột nhiên thì hắn cảm giác rằng mình giống như có chuyện gì đó còn chưa làm. Hắn vô ý thức là dừng bước, không tự giác được nhìn về phía bàn. Chiếc hộp màu đen bình tĩnh nằm tại trên bàn bên trên, hộp giống như là ngăn cách bên trong hết thảy ký tức. Lam Nguyên Vũ lúc này giờ phút này không có sống tại phòng đấu giá lúc chiều thế có mãnh liệt phản ứng. Bảo thạch, màu sắc rực rỡ hình giọt nước bảo thạch, nhưng huyết mạch của mình sinh ra trước này chưa từng có khát vọng bảo thạch. Lam Nguyên Vũ chậm rãi cầm lấy hộp, tâm tình không khỏi một hồi khuấy động. Nó đến tột cùng là cái gì đây? Vì sao lại nhường tâm tình của mình xuất hiện như vậy chấn động kịch liệt? Mở ra nhìn một chút, có lẽ nó cũng có thể mang cho chính mình một chút kinh hỉ đấy. Đống Thiên Thu trở lại ký túc xá liền trực tiếp tiến vào phòng minh tưởng, đóng lại phòng minh tưởng cửa phòng. Nàng có một chút lảo đảo đi vào phòng minh tưởng trung ương, khoanh chân ngồi xuống, cảm thụ được phòng minh tưởng bên trong đập vào mặt sinh mệnh năng lượng, nàng lúc này mới dễ chịu một chút. Trong đầu giống như có mấy trăm chùy nhỏ từ đại đánh giống nhau, đủ loại mảng vỡ ký ức không ngừng dâng trào mà ra, đồng dạng đằng chấn động còn có nàng võ hồn. Sau lưng, sơn màu lam ánh sáng đột nhiên như ẩn như hiện, tại cái kia sơn màu lam ánh sáng bên trong càng có mãnh liệt hào quang màu trắng đang cuộn trào. Liên tục hít sâu mấy lần, Đống Thiên Thu mới miễn cưỡng ngồi vững vàng thân thể, nhưng mà nhiệt độ chung quanh không bị khống chế bắt đầu giảm xuống, khiến cho phòng minh tưởng bên trong nhiều ra một tầng sương trắng. Một đoàn nhàn nhạt hào quang màu xanh lam tùy theo đó từ trên người của nàng dâng trào ra, giống như luồng không khí lạnh hướng ra phía bên ngoài bao phủ. Phòng minh tưởng bên trong sinh mệnh năng lượng cơ hồ là trong nháy mắt liền bị hào quang màu xanh lam bao phủ. Đống Thiên Thu mặt lộ ra vẻ thống khổ, nàng vốn định thông qua minh tưởng tới giảm bớt đau đầu, có thể giờ này khắc này đau đầu trình độ bỗng nhiên tăng lên tới cực hạn, khiến cho nàng có một loại tinh thần muốn sụp đổ cảm giác. Lúc trước xuất hiện ở trong đầu cái kia tưởng khối mảnh vỡ ký ức bỗng nhiên là trở lên rõ ràng, mỗi một màn đều là như thế rõ ràng. Cái kia phần hồi ức nhường thân thể của nàng không tự giác hơi run rẩy lấy, thân ảnh quen thuộc còn có một màn kia làm cho nàng cực kỳ là bi thương tình cảnh, không ngừng đánh thẳng vào tâm tình của nàng. Không, không, không muốn. Mẫu thân, ba, từng tiếng thống khổ riêng dị dưới đáy lòng vang lên. Đống Thiên Thu cái kia xinh đẹp mái tóc dài màu xanh đậm ở trong nháy mắt tung bay, da thịt của nàng tại đây một cái trước mắt trở lên càng thêm óng ánh sáng long lanh, từng sợi sương mù màu trắng bay lên, nàng toàn bộ thân thể đều như là tượng băng. Hồn lực cực kỳ không ổn định bà động lấy, lông hậu dày đặc hồn lực khí tức tản mát xà phá toán khắp nơi. Ở sau lưng của nàng, một đạo to lớn thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Đầu tiên xuất hiện chính là một đôi màu xanh đậm đôi mắt, to lớn sâu trong mắt màu lam bên trong mang theo bằng lãnh của mấy tuyệt vọng. Nếu như Lam Nguyên Vũ tại lời này, hắn nhất định sẽ nhận ra cái này sâu ở trong mắt màu lam tại cùng với hắn cùng với Đống Thiên Thu hợp lại thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ thầm làm ngừng thị cực kỳ giống nhau. Chẳng qua là nhiều tình cảm sắc màu sắc, nhiều ra một vẻ tuyệt vọng. Ngay sau đó xuất hiện là một bộ thân thể cao lớn, đó là một đầu to lớn cá mập, màu xanh đậm đôi mắt liền là cá mập hai mắt, trắng nõn như ngọc, thân hình khổng lồ, cơ hồ là chiếm cứ chỉnh ở giữa phòng minh tướng. Lương tựa theo lấy sự xuất hiện của nó, Đống Thiên Thu thân thể bắt đầu trở lên mờ đi. Không, không muốn, ta muốn làm người, ta không muốn trở về, ta không muốn, kẻ thù của ta đã chết, ta đã không có báo thù đối tượng, ta không muốn sống tại thống khổ cùng với dãy ruộng bên trong, không nghĩ chẳng có mục đích còn sống, ta muốn làm người. Ý niệm chấp nhất bỗng nhiên theo linh hồn chỗ sâu nhất tạo ra, Đống Thiên Thu run rẩy kịch liệt lấy thân thể cứng ngắc lại một cái trước mắt đình chỉ lan tràn, thân thể của nàng một lần nữa trở lên rõ sáng, mà sau lưng của nàng lớn cá mập trắng khổng lồ, ngoại trừ cặp kia sâu trong mắt màu lam bên ngoài, thân thể đã dần dần trở lên hư ảo. Đi vào nhân gian ta muốn làm gì, đã không còn cừu hận chỉ có ân tình. Một đạo kim sắc thân ảnh tại Đống Thiên Thu mơ hồ trong tầm mắt như ẩn như hiện. Là hắn trợ giúp chính mình giết chết cừu địch để cho mình có rảnh lấy cuộc sống mới cơ hội. Mà hắn vì cái gì cùng với người nào đó như thế giống nhau, người kia là hậu duệ của hắn sao? Ầm một tiếng, toàn thân băng vụ bỗng nhiên nổ tung, hóa thành mãnh liệt hào quang màu trắng hướng ra phía bên ngoài khuếch tán. Sau lưng của nàng cá mập trắng khổng lồ hư ảnh ở trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh, chỉ có cái kia một đôi màu xanh đậm to lớn đôi mắt vẫn như cũ rõ ràng.
Một đoàn màu xanh đậm hào quang, tùy theo đó từ trên người của đống thiên thu hướng ra phía bên ngoài phóng thích. Tại sau lưng của nàng ngừng tụ, sau lưng của nàng sâu ở trong tròng mắt màu lam dần dần thu nhỏ. Cuối cùng cũng đoàn kia màu xanh đậm hào quang xung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo cùng với nàng giống nhau như đúc hư ảnh, đứng ở sau lưng của nàng, giống như là bóng dáng của một nàng một dạng. Đống thiên thu trong miệng nỉ non, không chỉ có hàn băng còn có ma hồn. Ta võ hồn cuối cùng chân chính đã thức tỉnh sao? Là bởi vì ta tìm được tiến vào nhân gian nguyên nhân thực sự cùng với mục đích sao? Ta thật sự có khả năng trở thành một người sao? Ta tới này ở bên trong là muốn báo ân đấy. Sau lưng màu xanh đậm hư ảnh chậm rãi tiến lên, lặng yên không một tiếng động dung nhập vào đống thiên thu ở trong thân thể. Tại đây một cái chớp mắt, đống thiên thu trên người khí tức bỗng nhiên trở lên mạnh mẽ, nóng rực màu xanh đậm hào quang giống như là hỏa diễm cùng với thân thể của nàng làm trung tâm bay lên. Từng cái hồn hoán cũng theo đó theo dưới quần của nàng nâng lên. Ba cái màu tím, một cái màu đen. Đúng vậy, ngay một khắc này, nàng cái hồn hoàn thứ 4 liền xuất hiện, cấp 40, đột phá. Theo sở các này bắt đầu, nàng đã chính thức là tứ hoàn hồn tông. Đống thiên thu chậm rãi khép kín hai mắt, dần dần hết thảy xung quanh đều trở lên yên tĩnh lại. Tất cả lạnh lẽo đều lặng yên không một tiếng động rút đi, chỉ có theo bốn phương tám hướng bị phòng minh tưởng hấp dẫn mà đến sinh mệnh năng lượng vẫn như cũ rồi sao. Lam Yên Vũ lúc này ngồi ngay ngắn ở trong phòng minh tưởng trung ương, ngắm lục như ý đặt ở trước ngực của mình. Mặc dù ở xung quanh lồng đậm sinh mệnh năng lượng bảo vệ lấy chính mình thân thể, vẻ mặt thoáng có một chút thấp thỏm. Hắn cũng không biết tiếp xuống chính mình muốn đối mặt với cái gì, nhưng hắn thật sự rất là hiểu rõ. Cái viên kia màu sắc rực rỡ bảo thạch đối với chính mình nhất định là vô cùng trọng yếu, bằng không nó cũng sẽ không dẫn phát ra chính mình như thế này khát vọng cảm xúc. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một thoáng dòng suy nghĩ của mình, đem huyết mạch ở trong cơ thể lực lượng, điều chỉnh đến nhất định ổn định trạng thái. Cái này mới chậm rãi đem trước mặt hộp mở ra. Cái kia lập lòe màu sắc rực rỡ hào quang bào thạch ra xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hình giọt nước bào thạch tại tia sáng cũng không sáng sủa phòng minh tưởng ở bên trong, giống như tự động tàn mắt ra màu sắc rực rỡ hào quang, cho người ta một loại mê huyễn cảm giác. Nhu hòa màu sắc rực rỡ hào quang đem làm hiền vũ mặt cũng là chiếu xọa thành màu sắc rực rỡ, khiến cho cả người của hắn đều bị bao phủ tại màu sắc rực rỡ ở trong ánh sáng. Không biết vì cái gì, giờ khắc này, Lam Yên Vũ ở trong lồng ngực lại không có sờ kiến nó lúc cái chủng loại kia khát vọng cảm xúc. Thay vào đó là một loại thân thiết cùng với cảm giác quen thuộc. Phảng phất cái này bảo thạch bản thân liền là một phần cho thân thể hắn giống như vậy. Loại kia cảm giác quen thuộc làm cho hắn thoải mái như vậy, giống như là tìm được thân nhân. Không kìm chờ đợi muốn đầu nhập đối phương ở trong lồng ngực giống nhau, hắn cẩn thận từng ly từng tí một, đem cái viên kia màu sắc rực rỡ bảo thạch theo ở trong hộp cầm lấy. Bảo thạch không lớn, so với hắn một đốt ngón tay còn muốn hơn nhỏ một chút. Khi hắn cầm lấy cái này miếng bảo thạch thời điểm, hắn xuất hiện ở trong nháy mắt hốt hoảng. Trong chốc lát, Lam Yên Vũ ở bên tai đột nhiên chuyển đến vô số cự long tiếng gầm gừ. Phảng phất thì hắn tại đây một cái chớp mắt đã tiến vào một cái cự long thế giới. Bên người là vạn long gào thét, khổ long nhảy múa. Hắn phảng phất tiến nhập vào trong một cái khó mà hình dung thế giới bên trong. Bộ ngực của hắn ở bên trong huyết mạch vòng xoáy đột nhiên kịch liệt rung động, nhưng cũng chưa từng xuất hiện đại bạo phát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Yên Vũ lại phát hiện ra rằng mình cái kèo huyết mạch vòng xoáy bên trong điểm ánh sáng bảy màu đột nhiên trở lên sáng lên. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc trước chính mình nhìn xem cái này miếng bảo thạch thường có mãnh liệt như vậy cảm giác quen thuộc. Miếng bảo thạch màu sắc này đang cùng với chính mình huyết mạch vòng xoáy ở nơi hạch tâm màu sắc 10 phần giống nhau. Bảo thạch bản thân có 9 loại màu sắc, trong đó vòng ngoài 7 màu màu sắc cùng với chính mình huyết mạch vòng xoáy ở nơi hạch tâm 7 màu giống như đúc. Màu sắc rực rỡ ở trong nháy mắt lan tràn, Lam Yên Vũ chỉ cảm thấy ở trong đại não xuất hiện ra một tiếng mãnh liệt vù vù. Tiếp theo một cái chớp mắt, hết thảy xung quanh cũng thay đổi. Lam Yên Vũ phát hiện chính mình đi tới một cái sơn cốc. Đây là một tòa thoạt nhìn hết sức là hoang vu sơn cốc, xung quanh là núi cao. Cái kia một tòa thật to trên núi quái thạch vảy tuấn, tràn đầy thê lương cùng với điều hưu. To lớn còn sơn cốc không có vật gì. Hắn hướng nhìn xung quanh một chút, phát hiện ra rằng mình có thể di chuyển. Hắn cúi đầu nhìn thân thể lúc này, thấy lại là một bộ quanh quẩn lấy thất thải quang mang trong suốt thân thể. Đúng vào lúc này, một tiếng giống giận rung trời vang lên, toàn bộ sơn cốc đều tùy theo đó kịch liệt chấn động dâng lên.
La Mền Vũ đột nhiên ngửa đầu nhìn lên trên trời, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên biến mất, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành kiểu thải sắc. Ở trung ương bầu trời có một cái màu xanh lá cùng với màu tím lẫn nhau giao hòa vòng xoáy, mặt khác bảy màu sắc lan tràn ra phía ngoài. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người cứ như vậy từ trên trời sáng xuống.